Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long, tập 7. Người tiếp theo, Mục Thiên Giang. Trưởng lão chủ trì lúc này đọc cái tên này lên, giọng điệu lộ ra vẻ tán thưởng, gần như nịnh nọt. Mục Thiên Giang mới 16 tuổi đã là thoái phàm cảnh tầng 10 đỉnh phong. Thiên tư cỡ này, đừng nói là Mục gia, ngay cả thành Hành Giang này cũng là thiên tài hiếm thấy. Nhân vật cỡ này tao nhã vô song, tự nên xuất hiện trên sân khấu. Đương nhiên, mọi người đã biết tu vi của Mục Thiên Giao, nhưng khi nhìn thấy nàng ta bước lên thì tổ đàn vẫn không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, thần sắc tràn ngập sự ngưỡng mộ. Thoái phàm cảnh tầng 10 đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là bích cung cảnh. Giữa hai đầu lông mày của Mục Thiên Giao đem theo một tia lạnh lạnh kiêu ngạo hồng trần, liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó đặt tay chạm nhẹ lên thông linh huyền bia. Kết quả không cần bàn cãi, thoái phàm cảnh tầng 10 đỉnh phong. Khi trưởng lão chủ trì tuyên bố, giọng nói cao chót vót, thần sắc hùng dũng, ông ta cảm thấy bản thân đã chứng kiến sự quật khởi của một thiên kiêu. Thế nhưng mọi người vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của một thiên giao khi nhìn kết quả thoái phàm cảnh tầng 10 trên thông linh huyền bia, lại xuất hiện một tia khinh miệt. Gia chủ, Mục Long đâu? Thấy vậy, đại trưởng lão trực tiếp hỏi thẳng. Mục Cửu Uyên thần sắc ngưng trọng, im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Mục Long, tại sao con vẫn chưa về? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trưởng lão chủ trì tuyên bố kết quả đi. Thấy gia chủ im lặng không lên tiếng, đại trưởng lão phất tay quát lạnh, thái độ kiên quyết. Vâng, sau đây ta tuyên bố. Không hay rồi, không hay rồi. Đúng lúc này, bên ngoài tổ đàn truyền đến một tiếng gào khóc khoa trương. Sau đó mấy tộc nhân lộn nhào lao vút vào, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Chuyện gì mà kích động như vậy, làm loạn đại lễ khả thí, nên xử tội thế nào đây? Vừa thấy vậy, đại trưởng lão Mục Cửu Giang đập bàn đứng lên, phẫn nộ quát tháo, vẻ mặt nghiêm khắc. Yêu thú, sắp có yêu thú tấn công gia tộc. Cái gì? Yêu thú tấn công gia tộc? Nói năng lung tung. Người đâu, mau lên tên khốn này xuống cho ta. Đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ vung tay lên. Khoan đã. Một cửu uyên đứng lên nhìn tộc nhân bên dưới nói, không cần sợ hãi, nói rõ ra xem nào. Gia chủ, có một đàn ma hổ phệ linh u hơn 20 con đang xông vào gia tộc. Người này vừa dứt lời liền nghe thấy từng trận tiếng hổ gầm gừ bên ngoài, kinh thiên động địa, cả Mục gia tựa như đều chấn động vì việc này. Trời ơi, xảy ra chuyện gì thế? Đúng là tiếng hổ gầm rồi, ma hổ phệ linh u, trời ơi, hung thú này cỡ này sao lại xông vào Mục gia ta chứ? Vừa nghe thấy âm thanh khủng khiếp này, tộc nhân trong tổ đàn đều hoang mang sợ hãi, toàn tộc đề phòng. Lúc này đại trưởng lão cũng đã biến sắc, ma hổ phệ linh u xông vào gia tộc, đây không phải là chuyện chơi. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy từng tràng tiếng ầm ầm, mặt đất cũng đang rung chuyển kịch liệt, đàn hổ đã xông vào tổ đàn. Thế vậy, mấy vị trưởng lão ngự hồn cảnh trong gia tộc nháy mắt lăng không lao vút lên, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Khoan đã. Vào khoảnh khắc đàn hổ xông vào tổ đàn đó, một cửu uyên đầu tiên kinh ngạc, sau đó nhìn thấy bóng người ngồi trên lưng hổ thì không khỏi vui mừng. Long Nhi, đó là Long Nhi. Chuyện gì thế này, là Mục Long sao? Hắn lại cưỡi ma hổ phệ linh u, trời ơi. Một đám tộc nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên lưng hổ, chiếc cằm suýt chút nữa thì đã rớt xuống đất. Lẽ nào đà ma hổ phệ linh u này là do hắn gọi tới sao? Vì việc này làm sao có thể được chứ? Cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là việc cả đời này họ vẫn chưa từng chứng kiến. Tám người xôn xao bàn tán, lắp bắp trong miệng, nói không nên lời. Ngay sau đó, Mục Long bèn nhảy xuống lưng hổ, khua tay một cái, đàn hổ liền ngoan ngoãn quỳ xuống đất vô cùng ngoan ngoãn. Đệ tử Mục Long tới tham dự đại lễ khảo thí của gia tộc Mục, mong các vị lượng thứ. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Mục Long từng bước lên tổ đàn. Mục Long, việc này rốt cuộc là thế nào? Đại trưởng lão Mục Cửu Giang cảm thấy ít hầu khô khốc, hướng mắt nhìn về đàn hổ, vẻ mặt không thể tin nổi. Đàn ma hổ phệ linh u này đã bị ta thu phục rồi, hổ vương kia là vật cưỡi của ta. Mục Long nói xong, hổ vương gầm nhẹ một tiếng, dường như đang đáp lại Mục Long. Những lời này vừa dứt, trong gia tộc đột nhiên nổi lên từng đợt sóng gió, tâm trạng của mọi người càng thêm điên cuồng,
thu phục sao? Ta chưa từng nghe nói có người có thể thu phục được ma hổ Phệ Linh U đấy. Sao hắn lại làm được như thế chứ? Thứ này cường giả Bích Cung Cảnh nhìn thấy cũng phải khiếp sợ ba phần đấy. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Tổng cộng có hơn 18 con mèo lớn. Trong đám người có một đứa trẻ 3-4 tuổi nhìn bầy hổ trước mặt, không những không sợ mà ánh mắt còn sáng rực lên, cất tiếng non nớt nói: "Tiểu ngu tử, câm miệng cho ta." Vừa nghe câu này, khuôn mặt của cha đứa bé biến sắc, tát cho nó một cái. Đám người trong tộc nhìn bầy hổ cách đó không xa, trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng sợ hãi. "Lòng gì, những lời con nói có thật không? Con thực sự thu phục cả bầy hổ hay sao?" Một cổ yên, định thần sau cú sốc. Ông ta là gia chủ, đương nhiên hiểu được những điều này có ý nghĩa gì đối với toàn bộ một gia. Ở thành Hàn Giang, có gia tộc từng nuôi dưỡng yêu thú, nhưng chưa từng nghe nói có gia tộc nào sở hữu một đàn ma hổ Phệ Linh U cả. Chuyện này sẽ khiến thực lực của một gia vươn lên một cách mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là bầy ma hổ Phệ Linh U đã được thu phục bởi chính cháu trai của ông ta. "Chắc chắn là thật, thưa ông nội." "Hắc Hoàng, bái kiến ông nội của ta đi." Một Long ra lệnh. Hắc Hoàng là tên mà anh đặt cho hổ vương. Hổ là vua trong số yêu thú, cộng thêm bộ lông màu đen trên người hổ vương nên anh mới đặt cái tên này. Hắc Hoàng nghe vậy liền gầm nhẹ một tiếng, đi tới trước mặt một cửu uyên, thân thể cao hơn 10 thước, nằm phủ phục trên đất, trông rất ngoan ngoãn. Trước cảnh tượng này, ai đấy cũng phải bàng hoàng. Tốt lắm. Một cổ uyên cười đến nỗi không khép được miệng, nói liên tiếp ba chữ tốt. Còn đại trưởng lão vừa thấy cảnh này, sắc mặt ông ta tái xanh vì tức giận. Một Lòng xuất hiện khí thế uy phong như vậy, thậm chí còn lấn át cả một thiên giao. Chắc chắn ông ta không muốn chứng kiến chuyện này. Được rồi, nếu như Một Lòng đã trở lại thì tiến hành khảo nghiệm đi. Đệ tử trong tộc đều đã hoàn thành khảo nghiệm cả rồi. Người lúc nãy là Một Thiên Giao, tầng 10, thoái phàm cảnh đỉnh phong. Đại trưởng lão trầm giọng chậm rãi nói, cố ý cường điệu nói lớn lên: "Tầng 10 thoái phàm cảnh sao?" Vừa nghe vậy, Mục Lâm liếc nhìn Mục Thiên Giao không có chút gì gọi là kinh ngạc. Ngay sau đó anh đặt tay lên Thông Linh Huyền Bia, khí tức toàn thân lập tức bạo phát. Bùm! Dưới sự bùng nổ tu vi khủng khiếp, trong người Mục Lâm đột nhiên phát ra hàng loạt tiếng động dị thường, thanh âm giống như sống sét gầm thét không dứt. Đây là huyết khí trong người anh đang chấn động. Trong tiếng gầm thét này, chân khí dày đặc trong không trung tạo ra một loại sóng khí màu vàng kim lan tỏa khắp xung quanh. Cấp độ khí tức này vừa bá đạo vừa hung hãn, dưới áp lực cực lớn, những người trong tộc đứng xung quanh có tu vi thấp không khỏi cảm thấy tức ngực, thở không ra hơi. Trong nháy mắt, Thông Linh Huyền Bia bắt đầu run lên, một luồng ánh sáng chói lọi bạo phát. Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ sững sờ, chết lặng, trong lòng chấn động đến mức không thể tả được. Vậy mà là tầng 3 thoái phàm cảnh sao? Chuyện này sao có thể chứ? 6 ngày trước, tu vi của Mục Long chỉ ở tầng 8 luyện huyết cảnh, ta tận mắt chứng kiến đó. Nói như vậy, hắn chỉ mất 6 ngày đã có thể từ tầng 8 luyện huyết cảnh đột phá lên tầng 3 thoái phàm cảnh sao? Dưới tổ đàn lần lượt truyền lên tiếng thiết sợ sâu, bàn tán xôn xao không ngớt. Tức là trong 6 ngày này, Mục Long hầu như ngày nào cũng đột phá. Rốt cuộc làm sao anh làm được như vậy? Thiên hạ thực sự có người yêu nghiệt đến mức đó hay sao? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám nghĩ tới. Lúc này cú sốc mà Mục Long mang đến cho bọn họ còn dữ dội hơn gấp ngàn lần cú sốc của Mục Thiên Giao trước đó. Thảo nào hắn có thể thu phục yêu thú hung tợn như ma hổ Phệ Linh U, hơn nữa còn là một bầy. Khí tức trên người hắn vừa rồi còn kinh khủng hơn cả Mộ Thiên Giao mấy phần. Một số người không ngừng nhìn chằm chằm bóng dáng đứng trên tổ đàn, sắc mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm: Mục Long, tầng 3 thoái phàm cảnh. Hồi lâu sau, trưởng lão chủ trì mới có thể định thần trở lại, ánh mắt thẳng tắp, lời nói có chút run rẩy, lắp bắp. Liên tiếp thăng cấp 5 tầng cảnh giới trong vòng 6 ngày là khái niệm tu luyện kiểu gì chứ? Nếu Mục Thiên Giao gọi là thiên tài thì Mục Long chính là yêu nghiệt. Trưởng lão chủ trì chưa từng chứng kiến chuyện kỳ tích như thế này xảy ra. Giỏi lắm, quả nhiên không hổ là cháu trai của Mục Cửu Uyên ta, giỏi lắm. Mục Cửu Uyên không nhịn được nữa, bay lên đứng trên tổ đàn,
gần bên cạnh Mục Long, vẽ mặt đầy kích động, thậm chí hai mắt còn hơi ươn ướt. Long Nhi, con làm được rồi. Trên chỗ ngồi, sắc mặt của đại trưởng lão Mục Cửu Giang u ám đến cùng cực, vô cùng khó coi. Bàn tay già nua như móng vuốt đại bàng siết chặt ghế ngồi, do dùng lực quá mạnh, các đốt ngón tay biến thành màu trắng. Mặt ghế làm bằng gỗ lim, thực sự đã bị nghiền thành bột. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ông ta nhìn chằm chằm vào Mục Long đang đứng trên tổ đàn, bộ râu cũng đang run rẩy. Khó khăn lắm mới đợi được một thanh khung bị phế, vốn tưởng Mục gia đã sớm trở thành thiên hạ của ông ta, nhưng lúc này một tên Mục Long lại xuất hiện, liên tiếp đột phá ngũ cảnh trong 6 ngày, còn yêu nghiệt hơn thanh khung lúc trước. Ngay cả hào quang của Mục Thiên Giao cũng bị cậu ấy làm lu mờ. Không đúng, chuyện này không thế nào. Ngay sau đó, đại trưởng lão tức giận vỗ mạnh bàn cái ầm, nhìn về phía Mục Long lạnh lùng nói: Mục Long to gan, vậy mà lại dám giở trò dối trá ngay trên đại hội thảo khảo nghiệm của gia tộc, đáng tội gì đây? Tiếng quát lạnh lùng của đại trưởng lão khiến đám đông vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Mục Cửu Giang, ông nói vậy là có ý gì? Vừa nghe vậy, Mục Cửu Uyên vốn đang vui mừng hỗn hở, đột nhiên lạnh như băng, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, sắc mặt đanh lại. Ý gì sao? Mục Cửu Giang ta sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe nói người nào có thể đột phá liên tục ngũ cảnh trong vòng 6 ngày. Chư vị, mọi người đã từng nghe nói qua chưa? Ánh mắt đại trưởng lão sắc bén như thanh kiếm, không chút sợ hãi nhìn xung quanh một lượt. Chưa từng nghe nói. Mục Thu ta từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nghe nói có chuyện xảy ra kỳ tích như vậy. Các thành viên trong tộc quay sang nhìn nhau, điên cuồng lắc đầu. Đại trưởng lão thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một cười lạnh, nói tiếp: chuyện xảy ra khác thường, chắc chắn có điều kỳ lạ. Không phải Mục Long đã dùng đan dược gì đó rồi chứ? Ta nghe nói dần dàng có lưu truyền một loại đan dược có thể khiến tu vi người ta tạm thời tăng lên, nhưng cực kỳ xa xỉ. Lúc trước tộc trưởng đã lấy đi 2000 viên khí huyết đan, chắc không phải là... Đại trưởng lão nói xong, trên mặt lộ ra vẻ ẩn ý, ai cũng hiểu. Các thành viên khác nghe vậy chợt đang mới đầu khó hiểu, nhưng sau đó cũng gật đầu. Sao ta lại không nghĩ tới gì? Vẫn là đại trưởng lão hiểu sâu biết rộng. Đúng thế, ta nói ngay mà, sao có thể có người đột phá 5 tầng cảnh giới trong 6 ngày chứ? Ngay cả thần tiên cũng không làm được nữa là... buồn cười. Gia chủ Mục Cửu Uyên nghe vậy hừ lại một tiếng. Tu vi ngự hồn cảnh lập tức bùng nổ, khí thế đó như một cây búa nện thẳng vào trái tim mọi người. Mục Cửu Giang, chuyện khác ta còn bỏ qua cho ông, riêng chuyện này, nếu ông còn dám hất đức bẩn lên người cháu trai của ta thì đừng trách sao bổn gia chủ trở mặt không người, người trở thành người không quen biết. Giờ phút này sự bá đạo cứng rắn của Mục Cửu Uyên hoàn toàn giống như 4 năm trước đây, nhưng đại trưởng lão bị khế thảo đó chèn ép lại chỉ mỉm cười nói: gia chủ nói kỳ kỳ vậy, ta cũng chỉ suy nghĩ cho Mục Long mà thôi. Dù sao chuyện này cũng khá kỳ lạ, làm rối loạn đại hội, lừa dối gia tộc đều là tội lớn. Nếu Mục Long biết quay đầu là bờ thì có lẽ ta còn có thể nể tình còn trẻ không biết gì xử lý nhẹ. Ta nghĩ gia chủ cũng không muốn nhìn thấy Mục Long nhất thời mê muội mà đi lên con đường sai trái, đúng không? Đại trưởng lão Mục Cửu Giang phụ trách gia quy của gia tộc, lúc này tỏ vẻ công chính nghiêm minh, kiên quyết. Thoáng chốc, ông ta đã nhận được rất nhiều người trong gia tộc ủng hộ. Bây giờ, Mục Long tiến lên nhìn đại trưởng lão, khẽ cười. Nghe thì có vẻ như đại trưởng lão là đang nghi ngờ tu vi của ta sao? Đúng vậy, thật hay giả, thử một lần là biết. Đại trưởng lão trầm giọng nói, như vậy, không biết đại trưởng lão định thử như thế nào? Khi đối mặt với ông ta, Mục Long vẫn thong dong bình thản, không chút sợ sệt. Đại trưởng lão nghe thế, cười lạnh nói, đương nhiên, không thể nào là do bốn tọa tự mình thử, nhưng... Đại trưởng lão cố ý kéo dài âm cuối, nhìn về các thành viên xung quanh, để ta. Ông ta vừa nói xong, trong đám người lập tức có một người đứng ra. Mục Long, ta chưa nghe nói ai là người có thể đột phá 5 cảnh giới trong 6 ngày, hãy để một tinh thần ta đến bóc trần lời nói dối trá của người. Người này chính là một tinh thần 6 ngày trước đã thất bại thảm hại trong tay Mục Long, lại nhờ họa được phúc tu thành huyền thủy quyết. Hắn ta nghe đại trưởng lão nói thế, lập tức không nhịn nổi nữa, muốn rửa sạch mối thù. Là ngươi sao? Mục Long nghe thế, liếc một tinh thần. 6 ngày trước, tu vi của ngươi cao hơn ta, cũng không thể đỡ nổi một quyền của ta. Bây giờ tu vi của ngươi
cũng chẳng bằng ta, thế mà cũng dám khoác lác như vậy, ai cho ngươi cái lá gan đó? Nói thật, với công phu mèo ba chân ấy thì ngươi còn không xứng đáng là đối thủ của ta. Trong khi nói chuyện, trên mặt Mục Long tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Ngươi... Một tinh thần còn đang đắc ý, nhưng nghe vậy lập tức đỏ mặt như bị người nhổ đậm nước bọt vào mặt. Ngươi, hay là ngươi không dám? Một tinh thần ậm ừ nửa ngày mới nghẹn ra được một câu. Không dám sao? Ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Hay là chờ ta giải quyết xong chuyện của mình, rồi ngươi nghĩ lại xem muốn khiêu chiến của ta với ta hay không nhé. Sau đó, Mục Long bước lên trước mấy bước, đứng trên tổ đàn, liếc nhìn các thành viên trong gia tộc, còn người anh chợt lóe lên. Chẳng phải mấy người đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Tốt thôi, hôm nay ta sẽ cho các người được mở rộng tầm mắt. Mục Thiên Giao, cô có dám đấu với ta một trận hay không? Cuối cùng ánh mắt Mục Long dừng lại ở một chỗ trong đám đông, mà Mục Thiên Giao lại đứng ở đó. Cái gì? Hắn đi rồi sao? Dám khiêu chiến với Mục Thiên Giao sao? Hồi trước, nếu không có tộc trưởng đến, thì e rằng Mục Long đã lành ít dữ nhiều rồi. Vậy mà bây giờ còn dám ngông cuồng như thế. Đúng đó, chỉ với tu vi chưa biết thật hay giả kia, mà dù là thật thì chẳng qua cũng chỉ là thoái phàm cảnh tầng 3 thôi. Vậy mà còn dám lớn lối khiêu chiến Mục Thiên Giao, đúng là điếc không sợ súng. Lời nói đó của Mục Long giống như một quả bom quăng vào đám đông, nổ ra từng trận gợn sóng. Trong hàng ngũ những đệ tử trẻ tuổi, tuy Mục Thiên Giao là nữ, nhưng cũng là một ngọn núi cao khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn mà khó có thể vượt qua nổi. Một Cửu Uyên nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở: Tiểu Long, con, ông nội yên tâm, con sẽ biết chừng mực. Được, Mục Long quả nhiên không hổ là thiên tài đứng đầu từ xưa tới giờ của Mục gia. Cái phi khí phách đó rất giống Mục Thanh Khung, cha người năm đó. Đại trưởng lão đang lo không thể giải quyết Mục Long, giờ Mục Long lại tự chui đầu vào rọ. Đại trưởng lão biết rất rõ thực lực của Mục Thiên Giao, gương mặt già nua ông ta không khỏi tươi tắn hơn hẳn, mấy nếp nhăn như giãn ra rất nhiều. Giao Nhi, hiếm khi Mục Long dũng cảm như vậy, còn ra tay chỉ dạy cậu ta một chút thôi. Có điều ra tay phải biết chừng mực đấy. Đại trưởng lão chỉ nói là biết chừng mực, nhưng dù sao, Mục Thiên Giao có thể không hiểu ẩn ý trong đó. Tức thì Mục Thiên Giao với bộ đồ màu xanh bước lên tổ đàn. Mục Long, ngươi đã muốn đánh một trận với ta, vậy ta sẽ chịu ngươi, tiện thể khiến ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vẻ mặt Mục Thiên Giao nhàn nhạt, hừ là nói: Ta quả thật không biết trời cao đất rộng là gì, chỉ biết đứng nằm gì, nói được là làm được. Nếu lúc trước ta đã nói sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, thì chắc chắn ta sẽ làm được. Mục Long nhìn chằm chằm Mục Thiên Giao, nét mặt không chút thay đổi. Cũng được, ta đã từng nói bảo vật xưa đây đều thuộc về người mạnh, có thể lấy lại được hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Đáy mắt Mục Thiên Giao bắt đầu hiện lên một tia cao lãnh. Hay cho một câu, bảo vật từ xưa đến nay đều thuộc về kẻ mạnh. Giao Nhi, nói hay lắm, đúng lúc ta đột nhiên có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Đại trưởng lão nói, ông ta đảo mắt nhìn về phía Mục Cửu Uyên. Nghe vậy, Mục Cửu Uyên trừng mắt nhìn ông ta, lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như đại trưởng lão đã băn khoăn như vậy, không bằng đừng nói thì hơn. Trước mặt mọi người trong tộc, đại trưởng lão xấu hổ cười cười, ho khan hai tiếng, hóa giải sự ngượng ngùng. Bổn tọa suy đi nghĩ lại, vì đại chiến lâu dài của gia tộc, vẫn là nên nói ra thì tốt hơn. Mục Long và Mục Thiên Giao đều là nhân vật thiên kiêu hiếm có trong Mục gia chúng ta. Dù ai thắng trận cũng sẽ là quán quân trong đại hội khảo nghiệm lần này. Ta nhớ trong tộc có một cây tử điện long ảnh. Có một cây tử điện long ảnh thương. Bảo vật quý giá như vậy, bây giờ đang để không, không phải rất lãng phí hay sao? Sao không dùng nó làm phần thưởng cho trận quyết đấu này? Ý của gia chủ như thế nào? Đại trưởng lão cười mà như không cười, nói ra: Mục Cửu Giang, ông đừng quá càn rỡ. Nghe xong những lời của Mục Cửu Giang, trong mắt Mục Cửu Uyên lộ ra một tia sát ý. Tử điện long ảnh thương chẳng những là đại bảo vật của Mục gia, mà gia chủ trước đây của nó cũng chính là cha của Mục Long, Mục Thanh Khung. Kể từ khi Mục Thanh Khung xảy ra chuyện, tử điện long ảnh thương đã bị gia tộc thu hồi, vẫn luôn để đó không ai dùng. Bây giờ trong dịp tụ họp đông đủ như thế này, Mục Cửu Giang vậy mà lại nhắc đến chuyện này, thật sự là quá mức đau lòng. Không phải ông
đang chất vấn chuyện tu vi của Mục Long sao? Bây giờ sao lại đổi rồi? Một tiếng thiên tài, hai tiếng thiên tài, chẳng lẽ ông đang nghi ngờ nữa sao? Một Cổ Uyên nhìn chằm chằm đại trưởng lão hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, vì Mục Long dám thách đấu với Giao Di, điều đó đủ cho thấy tu vi của cậu ta là thật. Bây giờ trận quyết đấu giữa thiên tài hiếm có như vậy, tất nhiên cần phải có một số phần thưởng để khiến tâm tu hành của người trong tộc thêm phấn chấn. Tử điện Long Ảnh Thương này từng là vũ khí của Thanh Khung, nhưng không may Thanh Khung đã bị phế rồi. Nhưng mà nếu Mục Long có thể chiến thắng, vừa hay là cha truyền con nối, vì Mục gia chúng ta khởi đầu thịnh thế, có đúng không Mục Long? Đại trưởng lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Mục Long. Thực tế ngay cả bản thân ông ta cũng không muốn tin những lời này. Nhưng không ngờ Mục Long nghe xong liền bật cười, nhanh chóng đồng ý. Đại trưởng lão nói rất đúng, ta không muốn binh đao của cha ta bị người khác vấy bẩn. Ông nội, đồng ý với ông ta đi. Ngay khi những lời này nói ra, một Cổ Uyên sững sờ trong giây lát. Nhưng lúc ông ta nhìn thấy ánh lửa bừng cháy trong mắt Mục Long thì bỗng im lặng. Khi còn trẻ, ông ta cũng từng có loại thần sắc này. Lúc Mục Thanh Khung đang tuổi thiếu niên, ông ta cũng đã từng thấy. Bây giờ tuy đã già, nhưng hào quang trong đôi mắt Mục Long lại khiến nhiệt huyết của ông ta dâng trào. Ồ, muốn biến nhiệt huyết thành mũi nhọn, nhưng lại không còn khí phách hào hùng như thời trai trẻ. Thôi vậy, thoải mái chiến đấu đi. Bất luận thắng bại, ta đều sẽ ủng hộ con. Một Cổ Uyên thở dài, ông ta biết sự nồng nhiệt đó tượng trưng cho khát vọng. Ông ta cũng đã có từng có loại khát vọng này. Đồng thời, lời nói của ông ta không chỉ tác thành cho Mục Long mà còn tác thành cho âm mưu của đại trưởng lão. Được rồi, gia chủ rất có khí thế, quả nhiên ta không thể so sánh được. Mục Long, cậu phải cố gắng chiến đấu, đừng để mất danh tiếng của cha cậu đấy. Một Cổ Giang nhướng mày cười, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng ông ta biết Mục Long không có chút cơ hội chiến thắng nào. Mục Long à Mục Long, tuy rằng ngươi có tư chất yêu nghiệt, nhưng tiếc là tuổi còn quá trẻ, chỉ trách gần càng già càng cay thôi. Trong lòng đại trưởng lão cười khẩy, nghĩ thầm, nếu Mục Long không lên tiếng, ông ta thực sự cũng không nắm chắc có thể ép một Cổ Uyên lấy ra bảo vật trấn tộc Lục Tử Điện Long Ảnh Thương ra hay không. Nhưng ông ta không phải là Mục Long, sao biết được trong lòng Mục Long đang nghĩ cái gì. Về phần âm mưu của đại trưởng lão, Mục Long sao có thể không biết được chứ. Hôm nay từ lúc anh xuất hiện đến giờ, đại trưởng lão vẫn không ngừng tính kế anh, bây giờ lại đưa ra yêu cầu như vậy, Mục Long sẽ không ngu xuẩn cho rằng đại trưởng lão muốn tác thành cho anh. Chỉ tiếc âm mưu của các người e là thất bại rồi. Trong lòng Mục Long nghĩ thầm, cười nhạo, nếu đã như vậy thì bắt đầu thôi. Giống như lời cô đã nói, từ xưa đến nay bảo vật luôn thuộc về kẻ mạnh. Mục Long nhìn chằm chằm Mục Thiên Giao, đôi mắt sáng rực sắc như dao, sẽ như ý người muốn. Cuối cùng Mục Thiên Giao lạnh lùng phun ra bốn chữ. Ngay sau đó bóng dáng của nàng ta liền di chuyển. Trong lúc chân khí giải phóng, một cơn ớn lạnh thấu xương phả vào mặt. Một tay cử động, nhưng chân khí trong tay đã ngưng tụ lại. Chân khí của nàng ta so với 6 ngày trước lạnh buốt hơn 3 phần, tạo nên rất nhiều hoa tuyết bay lơ lửng trong khoảng không xung quanh. Hoa băng chi thương, dịch. Khoảnh khắc Mục Thiên Giao giơ tay lên, đó là một chiêu tuyệt học. Chân khí ngưng tụ lại thành 9 hình nhũ băng màu xanh lam, vô cùng kỳ ảo, giống như lưỡi đao sắc bén của tử thần. Ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ, nhắm thẳng 9 đại huyệt quanh cơ thể Mục Long, lao vút đến. Chân khí của cô ta có thể ngưng tụ thành hình sao? So với 6 ngày trước, lợi hại hơn rất nhiều. Hai mắt Mục Long khẽ híp lại, dường như nhìn ra được một chút manh mối. Phá cho ta! Khoảnh khắc tiếp theo, Mục Long gầm lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, chân khí cuồng bạo màu vàng kim phun ra ào ạt, khí thế hào hùng. Bùm bùm râm! 9 tiếng nổ liên tiếp vang lên, vang vọng khắp tế đàn. Đây là âm thanh nổ tung của chân khí. Khi mọi người nhìn nghiêng thì 9 hình thạch nhũ đã nổ tung tóe, hóa thành vô số linh khí. Chuyện này làm sao có thể chứ? Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều choáng váng. Có vẻ như Mục Thiên Giao đã thi triển tuyệt học, còn Mục Long chỉ tùy tiện đánh ra một chưởng mà thôi. Mục Long chỉ ở tầng 3 thoái phàm cảnh, nhưng đối mặt với Mục Thiên Giao lại có thể ung dung như vậy, thậm chí có thể áp chế Mục Thiên Giao. Thực tế, ngay cả Mục Thiên Giao cũng giật bắn mình trước cảnh tượng này, sau đó toàn thân nàng ta cảm thấy từng đợt ớn lạnh.
Huyền băng chi thương là tuyệt học cực âm huyền băng quyết do sư tôn của nàng ta, thiên âm chân nhân đích thân truyền thụ, uy lực kinh người. Với cảnh giới hiện tại của nàng ta, nếu thi triển chiêu này, cho dù đối phương là người cùng cấp độ thì cũng có khả năng mất mạng. Thế nhưng Mục Long lại thực sự là một biến số, chỉ ở tầng 3 thoái hoàn cảnh nhưng có thể nhẹ nhàng đối mặt. Có điều đối với chuyện này, Mục Thiên Dao chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Dù sao thì đây cũng không phải là thủ đoạn thực sự của nàng ta. Tương tự trong mắt Mục Long cũng đang cười khẩy, thích ngụy trang, vậy để ta xé mặt nạ của cô. Tim Mục Long chợt lạnh như băng,